Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường giai đoạn 2022-2025. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2025, 100% phường, xã, thị trấn đạt tiêu chí phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh nỗ lực của chính quyền các cấp trong việc xử lý, hạn chế phát sinh thêm các điểm ô nhiễm, cải tạo cảnh quan đô thị, thì rất cần vai trò của mỗi người dân trong việc gìn giữ môi trường, tăng cường mảng xanh ngay chính nơi mình sinh sống. Gắn bó với khu phố 4, phường 13, quận Tân Bình hàng chục năm, ông Nguyễn Hữu Cường đã rất vui khi mới đây, khu công viên tưởng chừng như mãi là điểm nóng về rác thải và tệ nạn xã hội đã được phủ xanh và lắp đặt hệ thống thể dục thể thao, trở thành điểm hẹn vui chơi của bà con quanh đây. Trước cái khu vực này là rất là nhếch nhác, thì những ba cái giường người ta không xài nữa, thì người ta vứt cục gạch như thế này thôi. Đến bây giờ phút này là phải nói công viên là tuyệt vời rồi, bà con rất là hưởng ứng. Chúng tôi kết hợp ba chi, một là cựu chiến binh, hai là chi hội phụ nữ, ba là đoàn thanh niên và những hộ dân xung quanh, nên người ta cũng rất là có ý thức, thì người ta ra người ta làm dọn vệ sinh cứ chủ nhật hàng tuần là chúng tôi ra quân tổng vệ sinh. Còn cái lớn nhất hiện nay là công viên này không có xịt kem ma túy. Thưa quý vị, không chỉ có khu phố 4 mà trên địa bàn quận Tân Bình rất nhiều khoảng đất trống đã dần được thay thế bằng những mảng xanh. Với những nỗ lực từ chính quyền và nhân dân cùng làm thì ngay sau khi khu công viên này được hình thành tại khu phố 9, phường 13, quận Tân Bình đã tạo nên nguồn sinh khí mới cho người dân nơi đây. Thấy là từ ngày có cái công viên này và bà con đây phải nói là rất phấn khởi, được thưởng thụ một cái bầu không khí là rất là vui và sức khỏe là được tăng lên. Không chỉ phủ xanh các công viên mà các bờ tường dài, nhà xưởng lớn trước đây không ai coi sóc cũng được người dân trang trí bằng nhiều cách, giúp nâng cao giá trị cảnh quan nơi đây. Vận động nhân dân nguồn kinh phí để thực hiện cái mô hình là khu phố xanh sạch, thì đến nay thì cái mô hình được người dân là rất là ủng hộ và được nhân rộng ra đến 10 khu phố. Phong trào xanh hóa cũng đang nở rộ ngay trong chính ngôi nhà của mỗi người dân. Hàng ngày ông Nhuận đều dành vài tiếng đồng hồ vào sáng sớm và chiều tối để chăm sóc khu vườn của mình. Khoảng sân thượng nhỏ vỏn vẹn 20m² dưới bàn tay của ông đã trở nên xanh mát và phong phú các loại rau trái. Mỗi lần tôi đi máy bay tôi nhìn xuống thành phố mình, nhà cửa san sát, toàn những khối bê tông, ít mảng cây xanh, rồi môi trường thì nóng nực. Bây giờ chúng ta nhà nào cũng làm được cái vườn xanh ở trên sân thượng thì cả cái thành phố này tuyệt vời biết bao. Những mái nhà xanh đã góp phần vào việc cải thiện không khí đô thị, giúp môi trường trong lành, xanh mát, cung cấp rau sạch cho chính người trồng. Thứ nhất cung cấp rau nè, cung cấp oxy cho mình nè. Rồi nhà mình lại mát mẻ, nên này ai cũng thích thôi. Người nào cũng muốn trồng hết, tôi nghĩ như vậy. Từ cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường, ý thức của người dân thành phố về vấn đề bảo vệ môi trường đã dần thay đổi tích cực, giúp chất lượng sống của bà con được nâng lên, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp